Thưa quý vị, sáng nay 24 tháng 3 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc với doanh nghiệp nhà nước về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm huy động nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước trong phát triển kinh tế xã hội. Cùng dự hội nghị với Thủ tướng Chính phủ có các Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành. Hội nghị cũng có sự tham gia của các lãnh đạo, các ban bộ ngành và các địa phương cùng các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà nước. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ các nội dung, vì sao các doanh nghiệp nhà nước chưa thể hiện được vai trò nổi bật trong việc dẫn dắt, tạo động lực, mở đường, hướng dẫn, thu hút, thúc đẩy các thành phần khác phát triển. Tình trạng như vậy, nguyên nhân tại sao hiệu quả sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp nhà nước còn thấp so với nguồn lực đang nắm giữ? Do cơ chế chính sách hay tổ chức thực hiện chưa nghiêm, chưa tốt? Phải chăng do các doanh nghiệp chưa chú trọng đầu tư phát triển ngành nghề chính của mình? Vai trò quản lý nhà nước của các cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước, ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, các bộ ngành, địa phương đã tốt chưa, vướng mắc những gì, mô hình ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cần phải như thế nào để phát huy được hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước. Thủ tướng cũng yêu cầu, cần làm rõ tại sao công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước lại không đạt kế hoạch, vướng mắc vấn đề gì, nên thoái vốn ở những loại hình doanh nghiệp nào, xác định giá trị quyền sử dụng đất, lợi thế quyền thuê đất, giá trị thương hiệu của doanh nghiệp đã đầy đủ chưa, chặt chẽ chưa. Vì sao thời gian qua làm chậm và vẫn còn xảy ra nhiều vi phạm liên quan đến lĩnh vực này? Cùng với đó, tại sao công tác quản trị doanh nghiệp chậm được đổi mới, chưa theo kịp với quy mô tài sản doanh nghiệp quản lý, thu hút lao động chất lượng cao còn hạn chế? Thực tế cho thấy, cùng một chủ trương, cơ chế, chính sách, nhưng có nơi thực hiện tốt, có nơi chậm trễ, làm mãi không xong, đùn đẩy trách nhiệm. Vậy nguyên nhân là gì? Có phải do chính người đứng đầu tổ chức đó hay không? Chúng ta phải có quyết tâm cao, nỗ lực phải lớn, đổi mới tư duy, tự lực, tự cường, ngày đêm trăn trở để phát triển. Tại sao điểm yếu của các doanh nghiệp nhà nước là chưa chú trọng đầu tư vào lĩnh vực nghiên cứu và phát triển nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và đổi mới sáng tạo? Bên cạnh đó, mô hình tổ chức và phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước như thế nào, nhất là ở những doanh nghiệp đã cổ phần hóa nhằm phát huy vai trò của tổ chức đảng tại các doanh nghiệp này? Thủ tướng lưu ý thêm, trong bối cảnh quốc tế, trong nước với nhiều biến động khó lường, đại dịch COVID-19 chưa thể kết thúc một sớm một chiều, tranh chấp thương mại giữa các nước lớn, xung đột địa chính trị, việc thực hiện các cam kết của các hiệp định FTA thế hệ mới, sự phát triển nhanh của cách mạng công nghiệp 4.0, những cam kết bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tác động nhiều mặt đến năng lực sản xuất kinh doanh. Sức cạnh tranh và sự phát triển bền vững, sống còn của cộng đồng doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp nhà nước nói riêng, chúng ta cần bàn, đưa ra các kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp hết sức cụ thể cho từng bộ, ngành và địa phương, từng tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước để có nhận thức đúng đắn, giải pháp phù hợp, hành động quyết liệt và hiệu quả hơn. Thông tin cụ thể về chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại hội nghị trực tuyến toàn quốc với doanh nghiệp nhà nước về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm huy động nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước trong phát triển kinh tế xã hội, Truyền hình Nhân dân sẽ cập nhật tới quý vị và các bạn trong bản tin thời sự chiều nay. Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên làm việc thứ 9 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, xem xét và thông qua dự án pháp lệnh trình tự thủ tục, xem xét quyết định đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc với tỷ lệ 100%. Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình tham gia giải trình thêm về dự thảo pháp lệnh. Dự thảo pháp lệnh quy định tòa án có thẩm quyền xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là tòa án nhân dân cấp quận, huyện, nơi người bị đề nghị cư trú hoặc có hành vi vi phạm trong trường hợp không xác định được nơi cư trú của người bị đề nghị, trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tòa án thụ lý hồ sơ đề nghị của trưởng phòng lao động thương binh và xã hội, tòa án phải đưa ra một trong các quyết định và với vụ việc phức tạp, thời hạn này có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày. Người phải chấp hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được hoãn chấp hành quyết định trong trường hợp phải tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc thi tốt nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Học sinh đang chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp thì nó rất là cần phải quan tâm. Xin bổ sung thêm một ý là nếu mà dùng từ cái phải tham dự kỳ tốt nghiệp thì lại phải có một cái thông tư hướng dẫn về việc này, cho nên viết rõ ở trong đó là đủ điều kiện và đã đăng ký tham dự hoặc là đang dự tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì được hoãn.
Như vậy là rõ hơn là những trường hợp là đã đăng ký rồi thì nó sẽ được hoãn như vậy. Nếu mà đưa vào trường giáo dưỡng thì mình cũng nên quy hoạch để xây dựng các trường giáo dưỡng cho các cháu. Chứ nếu đưa vào cái cơ sở cai nghiện tập trung chung với các đối tượng khác thì rất là khó khăn, mà nó còn tiềm ẩn nhiều cái nỗi lo khác. Quốc hội đã thông qua và giao cho tòa án là xây dựng một cái luật gọi là luật tư pháp đối với người chưa thành niên. Chúng ta thì cũng đã có nhiều cái chính sách đối với người chưa thành niên và quy định rải rác ở khắp nơi. Các tổ chức quốc tế thì khuyến cáo chúng ta là cần phải có một cái đạo luật riêng cho các cháu, tư pháp riêng. Thì nếu như mà từ quốc hội ủng hộ thì những cái nội dung của cái pháp lệnh này trong tương lai sẽ được thu hút vào cái đạo luật chung này. Hiện Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang rà soát, xây dựng kế hoạch đầu tư, nâng cấp cơ sở cai nghiện ma túy, nghiên cứu trình chính phủ, chương trình tăng cường quản lý sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy đến năm 2025, hoàn thiện và ban hành định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập, từng bước đáp ứng yêu cầu cai nghiện ma túy nói chung đối với người đủ từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi nói riêng và bảo đảm tính khả thi của pháp lệnh trong thực tiễn. Cũng trong phiên họp sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét thông qua dự thảo nghị quyết về hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 9. Nghị quyết chỉ rõ sau một ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc với tinh thần khoa học, đổi mới, dân chủ, xây dựng và trách nhiệm cao, phiên chất vấn đầu tiên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ khóa 15 đã diễn ra rất sôi nổi, thu hút được sự quan tâm, chú ý rộng rãi của cử tri, nhân dân cả nước và đã thành công tốt đẹp. Qua chất vấn và trả lời chất vấn cho thấy việc lựa chọn và quyết định nội dung chất vấn tại phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là rất đúng và trúng, vừa có tính thời sự cấp bách, vừa mang tính chiến lược lâu dài, đáp ứng nguyện vọng của cử tri, nhân dân cả nước. Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được chất vấn. Đối với lĩnh vực công thương, Chính phủ cần có giải pháp tổng thể căn cơ, kịp thời giải quyết những vướng mắc của nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, làm rõ trách nhiệm các tổ chức cá nhân có liên quan trong việc không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các cam kết trong hợp đồng về đầu tư và kinh doanh, thực hiện công khai minh bạch và có giải pháp tách bạch giữa dự trữ quốc gia và dự trữ lưu thông của các doanh nghiệp kinh doanh đầu mối về xăng dầu, tiếp tục điều hành giá xăng dầu bám sát diễn biến giá thế giới, sử dụng hợp lý quỹ bình ổn giá xăng dầu phù hợp với diễn biến cung cầu xăng dầu, góp phần kiểm soát lạm phát, hỗ trợ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống của nhân dân. Thưa quý vị, đoàn giám sát của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương vừa làm việc về một số nội dung tại Đảng bộ quân sự huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, kiểm tra một số nhiệm vụ quan trọng và làm việc trực tiếp với Ban Thường vụ Đảng ủy quân sự tỉnh Thái Nguyên. Đoàn giám sát của Quân ủy Trung ương đánh giá cao sự quan tâm của cấp ủy chính quyền tỉnh Thái Nguyên đến công tác quốc phòng, quân sự địa phương trong những năm qua. Việc tỉnh Thái Nguyên quán triệt triển khai tốt các chỉ thị, nghị quyết, nhất là nghị quyết Trung ương 4 và chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, không để xảy ra hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không có tiêu cực và đơn thư vượt cấp phải xử lý. Đặc biệt, đoàn giám sát đánh giá cao việc thực hiện quy chế dân chủ trong Đảng bộ quân sự tỉnh Thái Nguyên với tinh thần đoàn kết, tạo nên sức mạnh tập thể to lớn và luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Bộ Quốc phòng.